Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh Trần Thị Minh Tê, 19 tuổi, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Y Đôn, huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai, về hành vi dùng hung khí đầm tử vong một nữ sinh lớp 11. Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, khoảng 14 giờ 39 phút ngày 6 tháng 3, nữ sinh Trần Thị Minh Tê đã nhắn tin cho nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát, 17 tuổi, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, cả hai nữ sinh đã rủ thêm nhóm bạn của mình đến điểm hẹn. Bắt đầu cả hai hẹn gặp nhau trước hội trường 23 tháng 3 thuộc địa bàn phường An Tân, thị xã An Khê, sau đó đổi sang hẹn nhau trước cổng trường mầm non tại tổ 6 phường An Bình, thị xã An Khê. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, hai nhóm nữ sinh trên gặp nhau tại điểm hẹn. Tại đây, giữa nữ sinh Trần Thị Minh Tê và nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc xô sát, nữ sinh Trần Thị Minh Tê đã dùng hung khí thủ sẵn trong người, đâm nhiều nhát vào người nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát. Thấy vậy, nhóm bạn đi cùng đã đưa nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát tới bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Riêng nữ sinh Trần Thị Minh Tê sau khi gây án đã đến công an thị xã An Khê đầu thú. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nữ sinh Trần Thị Minh Tê, sinh năm 2005, trú tại xã Tân An, huyện Đắk Pơ để điều tra về hành vi giết người. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát cho gia đình tổ chức mai táng. Đến chiều ngày 7 tháng 3, rất nhiều bạn học thầy cô giáo của nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát đã tới thăm hỏi động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Theo các bạn học nhận xét, nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát là học sinh có lực học khá, tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ của trường lớp. Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Phạm Ngọc Tiên sinh năm 1994, ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, bị truy nã đặc biệt về các tội giết người và làm nhục người khác. Điều tra cho biết Tiên vốn kinh doanh hoạt động karaoke ở tỉnh Bình Dương. Đầu năm 2021, Tiên về Quảng Ngãi mở cơ sở karaoke Hoàng Gia, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa và tổ chức tuyển nhiều nhân viên nữ, phần lớn là trẻ vị thành niên, nữ thanh niên trẻ, từ tỉnh Bình Dương về phục vụ cho quá trình hoạt động. Đến tháng 3 đầu tháng 4 năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa nhận được thông tin cầu cứu của một số người dân về việc con em mình bị bắt nhốt làm việc trong quán Karaoke Hoàng Gia. Qua kiểm tra cơ sở Karaoke Hoàng Gia, Công an thu giữ nhiều phương tiện dùng để tra tấn các nhân viên. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, tiên cùng đồng bọn, trong đó có Phạm Công Đạt rụ rỗ lừa các em gái ở những huyện miền núi vùng cao Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung đưa về quán ép làm tiếp viên. Tất cả tiền của khách trả phục vụ, các nữ nhân viên đều bị Tiên thu hết, trả công các nhân viên rất nhỏ giọt rẻ mạt. Nhân viên nào không chịu chiều khách thì bị Tiên và Đạt đe dọa đánh đập bỏ đói, chúng còn dọa đưa hình ảnh thông tin nhạy cảm của các cô gái đến người thân hoặc đưa lên mạng xã hội nên nhiều người rất sợ hãi. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và giải cứu 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng. Trên da còn nhiều vết thương mới. Các em bị hành hạ bằng những đòn tra tấn dã man như thời Trung Cổ. Lột quần áo, trích điện, dùng dao chém, gậy vụt nhốt và lồng sắt. Sau khi thực hiện các hành vi tàn ác dã man, Tiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương, đầu tháng 3 năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Tiên khi đang lẩn trốn tại một nhà xưởng ở xã Đông Thạnh, đối tượng được di lý về Quảng Ngãi để phục vụ điều tra xử lý. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Linh Đoan, sinh năm 1994, quê Quảng Nam, đồng thời tạm giữ đối với Trần Quang Triệu, sinh năm 1993, quê Bình Định, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là hai đối tượng tham gia nhóm cướp tiệm vàng ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương vào trưa hôm 3 tháng 3 cướp đi một số lượng lớn vàng. Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành khám nghiệm truy xét các đối tượng gây án, qua đó nhận định nhóm cướp có bốn thanh niên sử dụng súng để uy hiếp chủ tiệm vàng cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 30 giờ đồng hồ gây án, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Linh Đoan khi đang lẫn trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp đó, cơ quan công an cũng đã xác định được đối tượng Trần Quang Triệu là đồng phạm tham gia cướp nên vận động đầu thú. Đến ngày 6 tháng 3, Triệu đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương xin được đầu thú, khai nhận hành vi cướp tài sản của mình và đồng bọn. Quá trình điều tra cơ quan công an cũng đã bắt giữ đối với Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1995, quê bà Rịa Vũng Tàu do đã giúp nhóm này tiêu thụ số vàng đi cướp. Theo lời khai ban đầu, các nghi phạm khai tham gia các hội nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội rồi kết nối bằng bạc với nhau đi cướp tiệm vàng. Các đối tượng trên đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã chiếm đoạt được. Về hai đồng phạm trong vụ cướp còn lại, hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương đã xác định được hiện đang tổ chức truy bắt. Công an cũng đề nghị các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, nhóm 4 đối tượng trên đi xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng Bích Quý, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng. Các đối tượng dùng một vật giống súng đe dọa cướp đi số lượng lớn vàng. Khi thực hiện cướp, các đối tượng làm rất nhanh. Chọn tủ có nhiều vàng và trọng lượng lớn, ước chừng số vàng bị cướp trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Ngay sau khi gây án, nhóm người đã lên hai xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Người của tiệm vàng và người dân xung quanh tri hô đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Theo ghi nhận, các đối tượng đều mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, che kính mặt. Mới đây, trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, lại xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe tải dừng đỗ ven đường, làm hai người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương và 6 người phải đến cơ sở y tế thăm khám. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10 tháng 3 tại km 58 trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Tài xế Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, trú tại xã Đắc Lao, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe khách 51B26149 chạy theo hướng từ tỉnh Quảng trị vào thành phố Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường trên, xe khách va chạm với xe ô tô tải 75C01691 do anh Phan Đình Thành, sinh năm 1986, ở phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm mạnh khiến hai người, một nam một nữ tử vong và bốn người khác cùng trên xe khách bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Theo thông tin ban đầu, tài xế xe khách cho biết trên xe có khoảng hơn 40 hành khách, thời điểm xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam lộ La Sơn trời tối và không có đèn đường. Khi xe đang di chuyển thì bất ngờ phát hiện xe tải dừng trên cao tốc nhưng không có đèn báo khẩn cấp. Do trời tối, xe tải dừng nhưng không bật đèn báo khẩn cấp, nên khi gần đến nơi tôi mới phát hiện ra. Lúc đó tôi buộc phải đánh lái gấp sang làn đường bên trái để tránh đâm trực diện vào xe tải. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần khiến đuôi xe va vào xe tải. Thời điểm đó tôi không dám phanh vì nếu phanh rất có thể xe sẽ bị lật. Do đó tôi phải thả cho xe lướt đi theo quán tính. Khi xe ổn định thì mới đánh lái sát vào lề đường bên phải rồi dừng lại. Tiếc là trên xe tôi cầm lái không có camera hành trình để ghi lại hình ảnh thời điểm tai nạn. Anh Lê Hoàng Quân nói. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, ngày 18 tháng 2, trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền, cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe container khiến 3 người tử vong.